ấy thì xe Kumho Việt Thanh của chúng tôi cũng đã đến được tới cái Ninh Bình, cái mỏ than Cẩm Phả rồi các bạn. Nhưng mà đường hiện tại thì hôm nay nó trời mưa, kiểu rồi nên cũng hơi sình lầy một xíu, đi nó cũng cực khổ mà chúng tôi cũng phải đi thôi. Trời ơi, đi với một đò đằng sau luôn kìa, đó là cực khổ các bạn. Để các bạn hãy đừng quên để lại cho một like cho người tài xế chịu nhiều gian nan này các bạn à. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quy Gamer đây. Yeah. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game ETS2 các bạn. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chạy cái con xe xe khách nữa. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chạy cái con xe khách ghế ngồi nữa các bạn. Đó, thì mình thấy các bạn rất là nhiều bạn thích cái mấy cái chiếc xe ghế ngồi như thế này. Tại nó mới, chứ giường nằm thì các bạn thấy nhiều rồi đúng không? Đó. Đây là con xe của Phạm Vũ edit lại đó. Thì tập trước các bạn có xem thì bạn biết cái chiếc này rồi, mình không có giới thiệu nhiều nữa. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ chạy cái con xe Kumho Việt Thanh các bạn. Đó, Kumho Việt Thanh. Thì con xe này làm ở ở ngoài vùng ngoài hay ở ngoài miền Bắc ngoài á, còn mình ở trong này mình không có gành về cái hãng này. Đó, mình sẽ không có giới thiệu được nhiều các bạn. Đây các bạn xem đi, Kumho Việt Thanh, công ty liên doanh Việt Hàn. Chắc nghĩ là công ty này thì cũng người Việt với người Hàn người ta hợp tác với nhau. Đấy, đây là con xe mà rất là nhiều bạn đã yêu cầu mình trong các tập trước rồi. Nói chung rất là nhiều người yêu cầu luôn. Đó, thì hôm nay mình mới rảnh mình ngồi mình vẽ cái skin nó lại cho các bạn. Đó, thì hôm nay thì chúng ta sẽ chạy từ đây là chúng ta coi nè, từ đúng nghĩa là từ Cẩm Phả về Mỹ Đình. Nhưng hiện tại tôi đang ở Hà Nội, ở Mỹ Đình các bạn. Thì mình sẽ chạy ngược về Cẩm Phả. Cẩm Phả là ở Quảng Ninh á. Các bạn nào mà học địa lý thì các bạn sẽ biết Cẩm Phả là ở đâu. Thì đây là chỗ cái mỏ than các bạn. Đó, thì đa số là mấy cái người này là người ta nghỉ lễ xong bây giờ mình phải chở người ta về lại cái Quảng Ninh là chúng ta ngay chỗ mỏ than đó người ta làm việc đó. Đa số là những người đi làm lên, đi ra đó làm thì mình sẽ chở ra đó. Hiện tại là đang ở Hà Nội các bạn. Đó, thì một hồi chúng ta sẽ đi xuống luôn cái mỏ than cho các bạn xem. À, thì cái chiếc xe này thì ở ngoài thì mình sẽ không có giới thiệu nhiều nữa, bây giờ mình mở cửa cho các bạn xem. Ok, mình sẽ mở cái cửa này ra đây. Đó, như vậy là cửa chúng ta đã được mở rồi đó các bạn. Đây là con xe Hyundai Universe Vet Nox Noble. Đây logo đó các bạn. Mình rất là thích mấy cái mạ cờ gơm, nhìn nó sướng các bạn. Tôi nhìn mấy cái mạ cờ gơm nè, nó bóp bóp đẹp y chang ngoài đời thật mình luôn. Đây mình mở đèn cho các bạn xem. À, mất mẹ cái dãy đèn led của tôi rồi. Đây là đèn cabin nè các bạn. À, cabin chắc các chồng mới thấy được. Ok, thì mình đang mở cửa đây các bạn. Thì hiện tại là đã có mod hành khách ở trong này rồi, nhưng mà cam ngoài nó bị lỗi, các bạn không nhìn cam ngoài được, mình mới vô cam trong cho các bạn xem. Thì cam trong mới có thấy được khách ở trong này. Đó, mấy người khách rồi nè, có luôn ông lơ xe của tôi. Đó, ông lơ xe của tôi rất là nổi tiếng. Đó, bây giờ tôi sẽ mở cướp. Hiện tại là cướp chưa có bó đồ các bạn. Đó, đa số là đồ người ta để trên thôi. Đó, thì đây là cái hầm của nó. Ai ví dụ mà chúng ta bỏ luôn một cái chiếc xe mô tô vào cũng được nữa. Đó, và phía sau này là một cái cướp, cái ngăn khoang máy các bạn. Nếu mà các bạn nào muốn kiểm tra khoang máy thì các bạn mở cái cướp này lên để xem. Đó, thì phía sau nó vẫn có một cái logo mã cờ gơm mà các bạn cầu nhìn sướng các bạn ơi. Đó, ở trên là có cái dòng chữ Kumho Việt Thanh Cẩm Phả Mỹ Đình, mà hôm nay mình sẽ chạy ngược về từ Mỹ Đình về Cẩm Phả đó các bạn. Ok, đó, biển số này là 65B09936. Đây là biển số nhà tôi, các bạn đừng có nói mà ở ngoài miền Bắc, ở ngoài mà dùng 65 nha. Khổ mấy ông ghê chứ. Sao kia đóng lại. Đó, đây là cái biển số nhà tôi nên tôi mới dùng nó, nói chung không có đụng chạm tới ai hết. Tôi chắc ăn. Đó là mình số nhà của nhà tự dùng chơi cây nhà lá vườn các bạn. Cây giờ đóng lại đi. Đó, mình sẽ bắt đầu đi. Ok, thì khách người ta cũng đã lên hết rồi.
Đó, đây là một cái bến xe nhỏ ở Hà Nội, chứ không phải là cái bến xe lớn. Cái bến xe lớn ở Hà Nội này, bến xe nhỏ đây, bến xe đóng cốp đây nè. Đó, bạn nhìn đẹp không? Wow. Và bây giờ ta sẽ đóng cửa lại và chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình của chúng ta để đi. Đó. Ok, giờ mình đóng cái cửa này lại nha. Đây, đó. Ok. Rồi bây giờ ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình của chúng ta đi về thẳng ở cổng xã luôn. Để bây giờ mình chỉnh cái kiến là một xíu cho các bạn xem. Các bạn muốn chỉnh kiến, các bạn chỉ cần bấm F4 lên là nó sẽ chỉnh được các bạn. Có nhiều bạn hỏi mình chỉnh kiến như thế nào thì các bạn bấm F4 ra. Để gặn xíu. Rồi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nè, vào số. Đi thôi. Hả? À? Chưa. Cái này mình phải ve lại các bạn, phải ve lại. Đây mình sẽ ve ra. Cái cổng nó nằm bên này nè. Hai cổng nè. Mình phải ve ra. Ok. Bạn nhìn kiến hậu nha. Đấy. Coi chừng lên lề luôn. Ok. Rồi, ta bắt đầu đi nào. Đó, chúng ta sẽ có một cái cổng của cái bến xe này. Rồi, cái xe khách người ta cũng đậu ở đó, chúng ta cũng đợi khách đó các bạn.
này là nó thuộc cái vùng đông bắc của Việt Nam, chúng ta đông bắc ở miền Bắc á, vùng đông bắc nha. Thì cái vùng này thì đường nó cũng tương đối chạy ok hơn cái vùng Tây Bắc. Tây Bắc bên đó thì đồi núi nhiều nên rất là hiểm trở các bạn. Bên này thì đông bắc thì nó ok hơn, đồng bằng nói chung là cũng nhiều hơn và rồi này nọ, nói chung là giao thông nó thuận tiện hơn. Còn qua bên vùng Tây Bắc thì vẫn đi được, không ấy, không đi được nhưng mà chúng ta đi nó khó khăn. Nhưng mà nói chung thì càng ngày thì đường lộ này nọ nó sẽ được nâng cấp lên hết rồi. Bây giờ cái đường nó đi không được thì cũng phải làm sao cho nó đi được đó. Ví dụ như có núi thì chúng ta hồi xưa thì còn phải lên núi phải không? Bây giờ nó đào mẹ đi ngang núi luôn, là chúng ta làm một cái hầm đi ngang núi luôn. Trong càng ngày nó càng hiện đại các bạn. Wow, các bạn nhìn cái này đẹp rồi nè các bạn, quá trời đẹp luôn. Đây cũng có một cái trạm dừng nữa nè, khi chúng ta lái xe mệt mệt hay là buồn ngủ chúng ta dừng bên này. Wow, nhìn xuống đẹp quá các bạn. Cái map này rất là tuyệt vời nha các bạn, cái map Quảng Ninh này nè cũng tuyệt vời vãi luôn á. Nên các bạn mà có trải nghiệm thì hãy xuống phần miêu tả để tải nó về chơi nha. Đường rất là đẹp luôn, đường đồi núi này nọ đồ chạy rất là phê. Chạy cái con xe Hyundai mà đã phê rồi mà chạy trên cái map nó sướng như thế này, nó còn gì bằng nữa mấy ông. Tuyệt vời. Nãy giờ chưa có được cái Land Đức luôn trời, vẫn phải chạy sau lưng cái thằng này hoài luôn á. Mình xin cho nó cho mình ta. Mấy này chắc nó lái xe nó không có cho mình vượt nổi đâu. Rồi lại mắc cái cây nữa, kỳ với cái mát đi kỳ ấy. Lúc này ít xe chắc mình thôi, mình cũng phạm lực xíu, các bạn đừng có mét công an đó. Ok, nói như vậy chúng ta đã vượt được một thanh niên rồi đấy. À ok, phía dưới nó có một cái trạm thu phí gì nữa kìa. Chạy đường ngon, tôi tưởng đó là nhà nước làm rồi, ai ngờ gặp trạm thu phí nữa trời. Tưởng được chạy miễn phí, đường quá đã. Đó thì đa số là mấy cái đường chạy ngon là mấy cái đường mà trạm thu phí không đó các bạn. Thì có ham hố. Ok thì như vậy thì mình cũng đã đến được Quảng Ninh rồi các bạn. Đây cái đoạn này bây giờ đi ra cái mỏ than thì đường nó cũng hơi khó đi xíu. Chúng ta phải bắt buộc chúng ta đi đường như thế này thôi. Cố gắng lái các bạn. Đi xe khách thì nó rất là khỏe, tại vì nó không có nhồi này nọ rồi. Cái bầu hơi nó rất là tốt, rất là sướng. Nó chạy nó không có bị nhồi lắc này nọ rồi. Như mấy chiếc xe tải hay là mấy chiếc xe con, nếu ta ngồi cũng nó cũng sướng, nên chúng ta khỏi yên tâm cái vụ mà nhồi lắc. Nên đi với cái đường này chủ yếu là tài xế lái có được không thôi, chứ mà chúng ta ngồi trên xe thì ok. Thôi chứ cái đường ghê xấu vãi các bạn. Rồi nước không vậy ấy thì xe Cúm Hô Việt Thanh cũng chúng tôi cũng đã đến được tới cái Ninh Bình, cái mỏ than Cẩm Phả rồi các bạn. Nhưng mà đường hiện tại thì hôm nay nó trời mưa cái kiểu rồi nên cũng hơi sình lầy một xíu, đi nó cũng rất là cực khổ mà chúng tôi cũng phải đi thôi. Rồi tôi nguyên cái đoạn này nè, rồi tắt máy luôn đó cái nè, nước mà nó ngập cái nè. Ok ta sẽ đi từ từ đây. Trời ơi đi nguyên một đoạn này sao luôn kìa, khá là cực khổ các bạn. Đấy các bạn hãy đừng quên để lại một like cho người tài xế chịu nhiều gian nan này các bạn à. Thôi mình vô trong cabin mình coi nè, đầu lắc ghê vậy. Đó, quá sướng luôn. Đầu nước không, xe mà nó gầm cao nên mình cũng không sợ nước vào các bạn. Mấy cái đường này mà lấy mấy chiếc siêu xe vô rồi đi còn cái gì siêu xe người ta nữa. Ôi sình cái nè. Đó, quá đã.
báo hiệu cho nó là mình sẽ đến, nên phải cẩn thận các bạn. Cẩn thận là trên hết. Đường sao mà cho cái phần sừng đó ở phía giữa đó nó nằm ở dưới gầm của mình nha, hai bánh xe phải chạy hai bên ấy, như vậy là mới nó ít hạn chế nhồi nhất có thể. Các bạn phải canh kỹ kỹ vô một xíu. Nó gán ngò mà canh đường. Phải có cái đoạn này nó xấu rồi chứ, nãy mình đi cái đường nhựa này nọ nó rất là đá, rất là sướng. Lâu lâu mình về quê mà phải thử nghiệm mấy cái đường như thế này chứ. Đường nằm đi mấy cái đường này nó mới sướng, còn lần xe khách đi mấy cái đường này nó mới sướng. Đó. Thấy tôi chạy tốc độ cao mà nó vẫn không có nhồi lên trời, cực không. Đây là cái bọng hơi của nó đó các bạn, cái bọng hơi rất là tuyệt vời của nó. Đây là cái điểm rất là mạnh của cái chiếc xe khách của mình. Đó là mình không có sợ chạy nó nhồi lên là xuống nó như cái ngựa đấy thôi, chứ không có nhồi bực rồi. Wow, đoạn cũng rất là xa các bạn, còn phút đằng kia nữa kìa. Nhưng mà chúng ta cũng đã gần đến được cái khu mỏ Cẩm Phả này các bạn. Đa số là người ở đây là ở dưới cần xuống khu mỏ nên thôi mình sẽ đưa họ xuống luôn. Đó các bạn thấy người tài xế tốt bụng chưa nào? Cái tôi tốt bụng chưa? Đưa đến tận nơi luôn mà còn gì bằng. Ok. Hầu như lên nó láng láng được một xíu nè. Đủ lát đủ xíu. Ôi trời, lên đây nó lại nhồi nữa. Mới đi lát được có xíu lại nhồi nữa rồi. Đề nghị mấy ổng phải làm cái đường này nó sướng sướng lên chạy cho nó đã một tí. Rồi mấy cái đường này mà nó nhồi chạy khổ quá ấy. À vô đây cái lọ. Như đây lát được rồi nè, đây lát rồi nè. Ủa có cái cầu luôn rồi nè. À chắc nó đang làm cao từ từ các bạn. Công trình đang thi công nên nó còn hơi bị cùi, cái đường nó hơi cùi xíu. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu rẽ bên phải xuống mỏ than luôn. Đây là rẽ bên phải bên này. Ồ, cái đèn nhanh nó sáng mọi cái xe luôn mọi người. Ok, mình sẽ rẽ xuống mỏ than cho họ luôn. Đây cái bánh xe nè các bạn, nhưng mà mình phải đi chở họ xuống mỏ hang để họ mất công đi xe ôm xuống nó tốn tiền nữa. Từ tài xế tốt bụng mà ai đâu mà nỡ để cho khách mình tốn tiền, đã tốn tiền đi xe khách của mình rồi mà lại tốn tiền đi xe ôm nữa còn gì nữa. Rồi mình sẽ đưa khách xuống mỏ hang luôn. Ok, phía trước đó các bạn. Đó, các bạn cùng mình khám phá cái mỏ than ở Quảng Ninh luôn nha các bạn. Ok, đầu tiên là mới vô là sẽ có cổng chào đón chúng ta rồi. Đây có cổng của bảo vệ luôn đây. Ồ, xì tớp rồi nè. Nhưng mà chắc mình xin bảo vệ vô. Chú ơi, cho con vô chở khách xuống dưới kìa chú. Chú ngủ mẹ rồi các bạn ơi. Coi chậm thủ, chú ngủ rồi mình đi xuống luôn các bạn. Chú bảo vệ chú ngủ mẹ rồi. Thôi mình đi xuống dưới luôn. Có gì bị chữ với mình, nãy mình nói là mình có xin rồi mà tại chú bảo vệ ngủ. Đó, mỏ than rất là lớn nha các bạn. Đường đi xuống thì cũng rất là lớn luôn, nên rất là khỏe cho chúng ta. Đó, có một số cái trụ sở người ta làm mà. Như mấy cái phòng làm việc hay là mấy cái nhà nghỉ ngơi rồi đó. À, xe của mấy ông giám đốc, mấy ông kỹ sư rồi đi không đó, đi xe hơi xuống đây không. Có mấy người công nhân người ta mới phải đi bắt xe khách đi xuống đây lại. Wow, trời, nguyên cái khu nó bự thiệt các bạn. Ok, mình sẽ đi xuống đây luôn.
Đấy thì cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến được mỏ than Quảng Ninh rồi đó các bạn. Chúng ta bự luôn. Rồi chúng mình đậu vào cái khu nhà của người dân đang ở cái chỗ này đây đó. Ok, mình sẽ đậu đâm cái đầu này vô luôn. Rồi ok, giúp cho một xíu nữa. Rồi mình nghĩ cũng ok đấy. Giờ mình sẽ mở cửa ra nào. Rồi máy đi cho nó khỏe. Ok, nãy các bạn đã thấy chưa? Ok, thì như vậy thì chúng ta cũng đã vừa trải nghiệm xong cái chuyến hành trình đi từ Mỹ Đình về tới Cẩm Phả xong bằng cái chiếc Cum Ho Việt Thanh này đó. Thì nếu các bạn còn ý tưởng về những nhà xe nào khác thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết, và các bạn hãy nêu ý tưởng của các bạn xuống dưới luôn đó. Còn các bạn thấy thích video này đừng quên để lại cho mình một like và hãy ấn đăng ký cho kênh của mình nếu các bạn chưa ấn. Còn nếu các bạn ấn rồi thì hãy ấn cái chuông kế bên để khi nào có clip mới nó sẽ thông báo cho tất cả các bạn biết. Và các bạn nếu có thích cái map Quảng Ninh này thì các bạn cũng có thể xuống phần miêu tả để tải về, mình có để cái link mod ở phía dưới cho các bạn đấy. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.